À, cô hello, xin chào anh chị em các bạn ha. Hôm nay thì được anh em hỏi rất là nhiều về cái mẫu SH Mo, thì hôm nay thì em làm riêng cái mẫu cái video này để cập nhật các mẫu xe SH Mo phiên bản tất cả phiên bản luôn trong đầu tháng 5 2024 này ha. Đó, nói chung là phiên bản SH thì để hơi bị nhiều nơi ha. Bên dưới kia cũng có anh em nhé. Bên dưới kia cũng có luôn ha, đầy đủ phiên bản cho anh em luôn. Hôm nay thì mình sẽ cập nhật thông tin mới nhất về cái giá cả của mẫu SH Mo cho anh em ha. Đó. Hiện tại trong đầu tháng 5 này thì SH Mall thì có dao động thế nào anh em nhé. Đó, anh em mà quan tâm mỗi SH Mall thì mình có thể liên hệ trực tiếp số Zalo trên màn hình ha. Có bạn nhân viên hỗ trợ tư vấn cho anh em ha. Về phần cửa hàng thì cửa hàng nằm ở trên Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương. Anh em nào mà chưa biết thì được cái đường thì cứ liên hệ trực tiếp số Zalo trên màn hình. Có bạn nhân viên hỗ trợ anh em đón anh em và hỗ trợ tiền xăng khi anh em liên hệ trực tiếp số Zalo trên màn hình nhé. Đấy. Rồi, về phiên bản của SMO thì đang dao động ở mức là 60 triệu đến 68 triệu tùy phiên bản nhé. À, phiên bản rẻ nhất hiện tại thì cái mẫu SMO này nằm ở phiên bản là tiêu chuẩn màu trắng nhé nhé. Bản tiêu chuẩn thì giá là 60 triệu. Thì giá này thì đã bao gồm VAT cho anh em rồi ha. À, anh em ở tỉnh hay thành phố nào thì mình chỉ cần cộng thêm tiền biển số thôi. Đó. Rồi, anh em mà biết tỉnh mình hay là huyện mình đăng ký biển số bao nhiêu thì mình cứ liên hệ trực tiếp số Zalo trên màn hình, có bạn nhân viên sẽ tư vấn thêm nhé. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đọc lại cái phiên bản, từng phiên bản và giá cả từng phiên bản để anh em có thể nắm được cái thông tin ha. Rồi phiên bản tiêu chuẩn là màu trắng rồi ha. Rồi cũng phiên bản đặc biệt là màu đen nhám nhé. Màu đen nhám thì nằm mức là 68 triệu 500 ha. Còn phiên bản cao cấp màu đỏ đen thì có nằm ở mức là 64 triệu nhé. Đấy. Còn phiên bản SH Mo 2024 phiên bản đặc biệt màu bạc đen thì nằm ở mức là 68 triệu 500 à. Đó, màu bạc đen thì nằm ở mức là 68 triệu 500 anh em nhé. Đấy. Còn màu thể thao xám đen ha, màu xám đen thì nằm ở mức là 67 triệu, và màu thể thao xám đen là mức 67 triệu. À, 2023 màu xám đen cũng là 267 triệu luôn em nhé. Còn màu cao cấp đỏ đen 2023 thì nằm ở mức là 64 triệu nhé. Nói chung là về phiên bản thì có hai phiên bản luôn, 2023 và 2024. Nên anh chị em là cần tư vấn thêm, cần chi tiết xe tư vấn thêm thì liên hệ trực tiếp số Zalo trên màn hình. Bạn nhân viên sẽ hỗ trợ tư vấn anh em nhé. Cửa hàng thì vẫn có hỗ trợ thu xe cũ đổi xe mới nhé, và hỗ trợ ship xe toàn quốc cho những anh em trả tiền mặt nhé. Còn trả góp thì anh em cứ đến trực tiếp cửa hàng để nhân viên ngân hàng họ lên hồ sơ nhé. Trả góp thì anh em cầm theo căn cước công dân từ 18 tuổi trở lên thôi, không nợ xấu anh em nhé. Đó là mình có hỗ thể hỗ trợ trả góp rồi. Còn mẫu SH cao 125, 150 thì 160 thì mình sẽ cập nhật một cái video khác để cập nhật cho anh em sau nhé. Hôm nay thì đáp ứng yêu cầu thì mình chỉ làm về dòng SH Mo thôi. Đó. Ok, anh chị em nào đang đam mê SH Mo thì cũng có thể tham khảo nhé. Đó. Rồi, anh chị em có thắc mắc gì thì cứ liên hệ trực tiếp số Zalo trên màn hình ha. Đấy, cửa hàng thì nằm ở Bình Dương, có hỗ trợ anh em tiền xăng xe khi anh em đến mua xe trực tiếp mà liên hệ trực tiếp số trên màn hình nhé. Còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video từ đây ha. Hẹn gặp lại anh em những cái video sau. Anh em cần báo giá mẫu xe nào thì cứ comment bên dưới nhé. Mình sẽ làm video sau để cập nhật báo giá sau cho anh em ha. Xin chào, hẹn gặp lại ha.